chào các bạn và các anh chị. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái công thức chi tiết nhất để mình làm cái mứt me. Thì để làm cái mứt me ngày hôm nay, ở đây mình sẽ dùng 1 kg me, muối hột, đường. Đường ở đây mình sử dụng khoảng là 700 đến 800 gram đường. Thì nếu các bạn nào thích ngọt thì mình giờ sử dụng 800, còn nếu không chua chua ngọt ngọt thì mình sử dụng 700. Thì trước khi mình làm thì chọn me, cái phần chọn me thì mình nên chọn những trái me nó vừa thôi, nó suông như thế này thì mình dễ lột vỏ ra hơn. Cái thứ hai nữa là khi mình gói nó ít hao giấy luôn nha các bạn, còn trái me nó cong cong mình gói nó hao giấy lắm nha. Thì trước hết ở đây thì có nhiều cách để mình làm cái vỏ me ra. Thì có người thì bỏ trong ngăn đá, có người ta ngâm với nước ấm, hoặc thì mình thì mình ngâm với muối. Thì nếu các bạn vậy nào mà chúng ta làm cách nào cũng được hết. Trước hết ở đây thì mình để ngâm muối khoảng 3 tiếng nha, còn nếu mà để nước đá thì mình cũng để khoảng là 3-4 tiếng cho cái me nó đông đá lại, sau đó thì mình sẽ dễ lột ra hơn. Cái phần ngâm muối này mình sẽ ngâm cái lợi lợi thôi. Cái ví dụ như mình ngâm muối đây, mình sử dụng khoảng là 3 lít nước thì mình sẽ cho khoảng là 3 muỗng, 2 muỗng cơm. 2 muỗng cơm muối á. 3 đến 4 lít nước gì cũng được hết nha các bạn. Cái phần ngâm nước ấm á, nếu các bạn anh chị nào ngâm nước ấm thì mình ngâm khoảng là chừng 20 độ C thôi nha. Mình ngâm cái nước ấm nó nóng quá là me nó bị chín thịt ở trong, nó mềm luôn á, nó bị bột, giống như bị bột vậy, mình làm mất không được. Và sau đó thì mình sẽ để khoảng 3 tiếng nha. Ngâm muối này mình lột, mình ngâm cho 3 tiếng thì mình dễ lột hơn nè. Rồi ở đây sau khi mình ngâm muối xong rồi mình sẽ lột nha. Và các bạn dùng một cái dao nhọn á, mình lột nó dễ hơn. Mình lột mình sẽ chừa những cọng gân ở chính giữa lại nha, mấy cọng của cái me đặng cho nó giữ lại nè. Mình nếu mình lột luôn mấy cái cọng nè thì me của mình nó không có được giữ lại và nó gời ra ha. Mình lấy cái mũi dao mình lột rất là nhanh nha. Lột dày thì mình sẽ bỏ qua cái thau nước muối nha các bạn. Bỏ qua cái thau nước muối rồi mình ngâm. Các bạn biết ngâm là cho cái me này nó không bị thâm. Nếu mà mình không có bỏ qua cái thau nước muối á, mình ngâm thì cái me này nó dễ bị thâm lắm á. Mình lột xong nó thâm, nhìn thấy me nó không được đẹp. Cái nước muối này lợi thôi nha, mình ngâm lợi lợi thôi để cho cái me nó được trắng thôi. Rồi sau khi mình lột me như thế này xong, mình ngâm cái nước muối lợ nè qua đêm nha các bạn. Hoặc là các bạn kỹ một chút, muốn để cái me này nó được lâu á, thì mình ngâm cái nước muối này một ngày một đêm. Thì mình ngâm qua cái đêm rồi cái mình ngâm 3 ngày nữa thì các bạn sẽ xả cái nước muối này, mình làm cái nước muối lợi ha. Mình ở đây mình sẽ ngâm qua đêm luôn nha các bạn. Rồi cái phần me này mình ngâm nước muối qua đêm rồi nè các bạn và các anh chị. Thì mình bây giờ cái lọt này nó lên đây là cái chua nó ra. Bây giờ thì mình sẽ mổ ra, mình lấy cái hột me nha. Dùng cái dao nhọn mình mổ, mình rạch ở trên cái đường sống lưng vậy nè. Tận khi mà mình
khi mình sơn me thì cái me này nó không nhìn nó đẹp hơn nè. Mình ấy nhẹ nhẹ thôi nha, để mạnh quá cái nó tách luôn nguyên cái me nhìn không đẹp. Lấy hột me ra luôn. Rồi ở đây sau khi mình lấy hột me xong rồi ha, thì mình sẽ dùng một cái tăm xi găng hoặc là cái dao này nè, sẵn tiện luôn mình xơm lỗ luôn. Thì mình xơm lỗ như thế này là cái mục đích mà cho cái khi mình xơm đường nó thấm vô, và cái hai nữa là cái chất chua nó được ra. Rồi sau đó thì mình sẽ cho nước lọc vô, mình ngâm ở đây hoặc qua đêm, hoặc là các bạn có thể là mình ngâm 6 tiếng. Cái thứ nhất là mình ngâm như thế này để cho cái nước muối á mình cho nó ra ha, rồi nó cũng ra bớt cái chất chua luôn. Rồi sau khi mà mình ngâm, mình lấy hộp ra mình ngâm với nước lạnh thì các bạn qua đêm á, thì các bạn các anh chị nào mà chúng ta lấy vật nặng nặng á, mình đè nó xuống, me nó xuống thì nó thấm nước đều luôn, nó không có bị thâm. Nếu như mấy trái này nè mình chưa có thấm nước nè, nó bị thâm nè, nhìn nó không đẹp nha, thì mình sẽ lấy cái vật nặng á đè nó xuống nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ xả, mình ngâm nước rồi mình sẽ xả, ở đây mình sẽ xả khoảng là 4-5 lần nước để cho cái chất me này nó ra bớt cái chất chua và chất mặn nè mình đã ngâm rồi á, nó ra nha. Rồi sau khi mình xả sạch nước ra, nước khoảng là 4-5 lần rồi á, thì mình sẽ vớt cái me ra nha, để cho nó ráo ráo nước. Và thứ hai nữa, các bạn vuỗ me, cái trái me vậy nè nó còn nước ở bên trong á, tại vì mình lấy hộp ra rỗng rồi nó có nước rỗng, thì mình sẽ vuỗ sạch và cho vào một cái thao nó rộng rộng chút xíu ha, để cho nó ướp đường đều luôn. Nếu mà mình sử dụng cái thao nhỏ không á, nó chồng chồng lên, cái lớp dưới nó thấm đường mà lớp trên nó thấm đường. Ở đây như mình nói lúc ban đầu là một cái me mình sử dụng 700g đường. Thì nếu các bạn thích không thích ngọt thì mình giảm cái lượng đường lại nha. Mình có nhiều anh chị nói là nó ngọt quá thì mình sẽ giảm cái lượng đường lại. Và mình ướp cái me này trong khoảng, thường mình làm mình ướp đường nó càng lâu thì cái me nó thấm vô nó càng ngon và mình để được lâu. Còn nếu mà các bạn nào, các anh chị nào mà chúng ta không có thời gian mình gấp quá, mình có thể là mình ướp một ngày một đêm rồi mình đem mình đi sên cũng được. Còn nếu các bạn nào mà anh chị nào mà chúng ta có thời gian mà để làm á, thì mình sẽ ướp khoảng 2-3 ngày rồi mình đem đi sên cũng được luôn. Cái me nó thấm đường càng nhiều thì mình để càng lâu nha các bạn và các anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ bọc cái bọc mủ lại rồi mình để cho nó một ngày, ở đây là khoảng là một ngày một đêm ha. Như các bạn, ở đây là trung bình là mình để khoảng là 2 ngày á, nhưng mà có nhiều anh chị nói là lâu quá thì làm đợi lâu quá. Rồi mình ướp đây cho nó me nó thấm đường đều luôn. Rồi ở đây là mình đã ngâm cái me này với cái đường là một rồi nè các bạn. Thì bây giờ cái mình sẽ bắt đầu là mình đem đi sên nha. Cái me nào mà mình để cái lớp trên mà nó chưa thấm đường nó bị thâm nè. Còn cái nào nó thấm đường đều là nó trắng, nó không có bị thâm nha.
Cái thứ hai nữa là mình ngâm muối, nếu me mà mình ngâm muối lợ quá thì mình khi mình vớt ra nó dễ bị thâm. Các bạn thì thấy các bạn ngâm muối, khi mà ngâm muối đừng có lợ quá, nó cũng có mặn mặn á, thì cái me nó được trắng nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho vào chảo mình xên. Rồi ở đây vì cái nước me nó hơi nhiều nên mình sẽ nấu phân nửa nước me trước nha, nấu cho nó sệt xuống nha các bạn và các anh chị. Thì mình sẽ cho một vô đây một tí xíu muối, các bạn cho thì ở đây là khoảng là nửa muỗng cà phê muối hột vào trong đây nha. Mình vẫn quắt cái lửa lớn để mình xên cái nước đường này. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái me vào nha. Rồi mình cho cái me vào trong đây á, mình xên cho đến khi mà cái nước đường nó kẹo lại ha. Thì để cho mình xên với đây với lửa vừa và nhỏ thôi nha, mình không xên. Mình cho me vào thì mình bắt lửa lớn lên, nó sôi nở 5 phút rồi mình dặn cái lửa vừa, mình xên cho cái me này nó thấm đường. Cái me này nó đen là lý do là mình ngâm muối nó ít quá, nó không đủ độ mặn, nó khi mình làm là nó bị đen á các bạn. Còn những trái này là trắng là cái muối nó ngâm đủ muối nè. Rồi bắt đầu là mình xên cho đến khi mà nó sệt me lại luôn nha. Rồi các bạn thấy là nước đã sệt lại, sên me này rất là nhanh nha, nó không có cực bằng cái sên những loại mứt khác. Thì các bạn thấy là trái me này nó trong rồi nè, nó uống đường nó trong rồi nè. Mình để đây tiếp tục, mình để cái lửa này khoảng 5 phút nữa nha. 5 phút nữa thì mình sẽ tắt bếp. Và đây là mình bắt cái lửa nhỏ lại nè. Rồi cái phần me này sau khi mình phơi xong rồi nè các bạn các anh chị, mình phơi đây chỉ một nắng, nếu các bạn các anh chị nào mình phơi thêm khoảng là hai nắng nữa mình gói mình để lâu lắm nó không có bị chảy đường nha. Thì sau trong khi mình phơi xong rồi mình sẽ bắt đầu là mình đem đi gói nha, mình gói bằng cái giấy bọc tiếng lại. Rồi như thế là mình đã làm xong cái mứt me ngày hôm nay rồi các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn và các anh chị. Hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.